Sống khôn ngoan ở đời, đừng ngu xuẩn nhúng tay vào bốn việc này. Kính chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, có một bình luận trên mạng được nhiều người đồng tình và tán dương như thế này. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng có công, có quả, có trả giá sẽ có đền đáp. Nhưng họ không nghĩ rằng lòng tốt cũng có thể nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Đến cuối cùng mất cả người lẫn của. Lòng tốt cũng chia ra 7 loại, có những loại trong số đó cần thêm đôi phần sắc sảo, đôi phần tinh tế để thực sự trở nên hữu ích với cả đôi bên, chứ không tốn công vô ích, thậm chí gây ra tác dụng ngược. Do đó, trưởng thành rồi đừng nhúng mũi vào bốn việc tốn công vô ích này, vừa lãng phí công sức lại hao tốn tài của chính mình. Mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. 1. Chuyện không liên quan đến bản thân, đừng quản. Có câu nói rằng bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Thị phi và rắc rối trên đời chủ yếu xuất hiện do lời nói không kiểm soát. Khi gặp chuyện không liên quan đến bản thân, bạn càng dây dưa thì chúng càng như một đống rác bủa vây lấy mình. Phải chịu đựng sự hôi hám, nhếch nhác từ rắc rối của người khác. Hầu hết, hành vi quản chuyện thiên hạ đều đơn thuần xuất phát từ tính tò mò của con người. Khi bạn nảy sinh hiếu kỳ, dù biết là không nên, bạn vẫn vô tình chú ý tới những sự vật, sự việc tương quan. Sau đó, khi bạn cho rằng mình đã hiểu được một phần câu chuyện, tự dưng sẽ nảy sinh tâm lý muốn lo chuyện bao đồng. Sau lưng, người ta đều đang nói bạn là đồ dỗi hơi, kẻ thích xía vào chuyện người khác, vừa tốn công vô ích, vừa đem tiếng xấu cho mình. 2. Chuyện liên quan tới vay nợ, đừng mong chờ. Đối với việc vay tiền, hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Có người cho rằng tiền đã cho vay như bắt nước hắt đi, đòi lại được thì là may mắn, không đòi được chính là định mệnh cuộc đời. Bạn đã từng là người cho vay, bạn đã từng bị người bủng nợ, bạn đã từng bị khất nợ hết lần này tới lần khác, mất sức chín châu hai bò mới lấy lại được số tiền ban đầu. Trên thực tế, chúng ta đều đã từng gặp những chuyện như vậy, thậm chí còn gặp rất nhiều lần, bởi vì đại đa số mọi người đều có lòng tốt bụng, muốn giúp đỡ, cũng không giỏi trong việc từ chối người khác. Họ rất sợ lời từ chối của mình sẽ làm hỏng mối quan hệ hiện tại, cho nên dù trong lòng ức chế, nhiều khi vẫn tặc lưỡi chấp nhận. Thế nhưng, học được cách từ chối hôm nay cũng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận được lời từ chối của đối phương trong tương lai. Không nên ban phát sự nhân hậu bừa bãi, càng không nên tiếp nhận lòng tốt của người khác một cách ỷ lại. Hãy tiếp thu cả những trường hợp xấu nhất, như vậy bạn mới ngày một trưởng thành và đủ bình tĩnh, thong dong để đối mặt với biến cố bất ngờ trong cuộc sống. 3. Chuyện vi phạm đạo đức đừng làm. Dù chỉ một lần cũng đừng bao giờ làm ra những chuyện không xứng với đạo đức, nguyên tắc làm người của bản thân. Có lần một sẽ có lần hai, sẽ trở thành mầm mống tạo ra những thói quen tiêu cực. Người xưa có câu, đức không xứng vị, tất có tai ương. Tức là đức hạnh và địa vị của một người phải luôn xứng với nhau. Nếu có sự chênh lệch, ắt sẽ dẫn tới tai họa. Bản lĩnh lớn đến đâu, tài hoa cao đến mấy, thì một người cũng phải có giá trị và nguyên tắc tương xứng với vị trí của anh ta. Có đức mà không có tài, làm việc gì cũng khó. Ngược lại, có tài mà không có đức thì chỉ là người vô dụng. Một người có tài nhưng luôn hãm hại người khác để lấy phần lợi về mình sẽ không được mọi người tin tưởng. Một người giàu có nhưng nghèo khó về tình người sẽ bị mọi người xa lánh, luôn sống trong cô đơn. Tài năng không đi đôi với đạo đức thì cũng cháy rụi theo thời gian, thậm chí còn để lại tai ương cho cả bản thân và cộng đồng. 4. Chuyện không đủ năng lực, đừng cố. Khi khả năng của bạn còn quá nhỏ bé, đừng nhận nhiệm vụ quá lớn lao. Khi lời nói của bạn không đủ trọng lượng, đừng lãng phí để thuyết phục người khác, bởi vì trong mắt đối phương, lời khuyên của bạn vô nghĩa và không đem tới giá trị thiết thực. Lấy một ví dụ, một doanh nhân thành công tới hội thảo chia sẻ bí quyết làm giàu. Tất cả mọi người vỗ tay khen hay cho mọi lời anh ta nói. Nhưng nếu thay thế vị trí diễn giả đó bằng một người nghèo khó, dù cùng nói một nội dung tương tự, anh ta cũng rất khó gây dựng được lòng tin của mọi người. Đây chính là một điển hình phũ, nhưng rất thật. Khi bạn không đủ bản lĩnh, dù nói hay đến mấy cũng chỉ là lời sáo rỗng mà thôi. Kiểu so sánh này khiến chúng ta hiểu rằng
Nếu khả năng không đủ thì đừng cố gánh vác, bởi vì bạn không nên có sự tự tin đó. Bất kể thế nào, điều mà người khác nhìn vào đầu tiên là hành động và thực tiễn, chứ đừng nói. Chứ nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Người xưa có câu, anh không phải cá, sao biết niềm vui của cá. Rắc rối hay khó khăn của đối phương, người ngoài cũng không thể tỏ tường. Mỗi người đều có ý nghĩ và lựa chọn cho riêng mình. Tại sao bạn lại cho rằng mình có quyền khoa tay múa chân ở đây? Một khi đã như vậy, hà tất phải làm những điều tốn công vô ích, vừa không được biết ơn lại rước thêm tai họa cho mình. Quý vị thân mến, nếu nói rằng trên đời có ba việc, bạn có tin không? Phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người có thể là, sao có thể như vậy? Thật ra, thực tế trên đời chỉ có ba việc, đó là việc của chính mình, việc của người khác và việc của ông trời. Nhưng hãy thử nghĩ xem, từ những chuyện lớn như chiến tranh của loài người, du hành đến các vì sao, vụ nổ bom hạt nhân, đến những chuyện nhỏ như loài kiến di cư, lỗ thủng trên tất, bữa trưa ăn gì, từ không gian đến cát bụi, từ xã hội đến cá nhân, mọi sự kiện lớn và nhỏ đều có thể được phân vào ba việc này không? Và nỗi lo lắng của con người thường đến từ việc quên việc của bản thân, quan tâm tới việc của người khác, bận lòng về những việc của ông trời. Thực ra, hạnh phúc của con người đến từ sự bình an trong tâm hồn, biết tự sắp xếp công việc của chính mình, không can dự vào chuyện của người khác và không lo việc của thiên hạ. Đó mới là cách sống khôn ngoan nhất, mang lại sự thanh thản cho bản thân, không lãng phí sinh mệnh và cuộc đời. Hãy lắng nghe ba việc xoay quanh cuộc đời bạn sau đây và suy ngẫm nhé. 1. Tự lo việc riêng của mình. Việc riêng của mình, ví dụ như tỉnh dậy lúc mấy giờ, ăn gì, có vui không, có cần người khác giúp gì không. Tất cả những việc tự bản thân có thể sắp xếp đều thuộc loại này. Vạn vật đều có sự sống, có sinh mệnh, có hơi thở và có linh hồn. Sinh tử luân hồi, ai sinh ra cũng sẽ có vận mệnh của riêng mình. Cây cối trên chịu nắng mưa, dưới nhận chất dinh dưỡng từ đất. Cứ thế cây sinh trưởng, bén rễ sâu, cành lá sum suê, tự nhiên cây sẽ phát sinh, phát triển khỏe mạnh. Con người sống trên trái đất, cùng hít thở với vạn vật để sinh tồn và nguyên tắc sống là giống nhau. Xác định rõ, bảo vệ vị trí của chính mình, bám rễ vững chắc và cố gắng làm tốt nhất có thể những việc nên làm và có thể làm. Một số người luôn ghen tị với những CEO, quan chức cấp cao và những người giàu có. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, họ nhận ra rằng trách nhiệm và áp lực mà những người ấy gánh mỗi ngày thường là bội số của người bình thường, cũng giống như một câu thoại trong phim Người Nhện. Khả năng càng lớn, trách nhiệm càng cao. Khi gặp phải khó khăn, thử thách, người kém cỏi thường sẽ cầu cứu sự giúp đỡ của người khác, còn người khôn ngoan sẽ tự mình tìm cách vượt qua. Nếu bạn chọn cách tự lực cánh sinh, bạn sẽ kiểm soát được số phận của mình. Thay vì luôn ngưỡng mộ sự xuất sắc của người khác, tốt hơn là nên tập trung trí lực vào những lĩnh vực trong tầm tay của chính mình. Người nông dân tự canh tác tốt trên thửa ruộng của mình, giáo viên dạy giỏi trong chuyên môn của mình, người lao công dọn sạch khu vực được giao, con cái biết hiếu thảo với cha mẹ dạy con bằng cả lời nói và hành động. Nếu hoa nở, bướm ắt sẽ bay đến. Nếu bạn chăm chỉ, hãy tự sắp xếp cuộc sống của mình. Mỗi người đều hoàn thành tốt vai trò của mình, phát triển tốt lĩnh vực của mình chính là thành công lớn nhất. 2. Đừng quan tâm đến việc của người khác. Việc của người khác, ví dụ như bạn A quá lười biếng, cuộc hôn nhân của anh Trần không hạnh phúc, anh Trần không ưa tôi giúp đỡ người khác nhưng lại không nhận được sự cảm ơn. Tất cả những việc thuộc chủ đích của người khác đều thuộc loại này. Đối với việc của người khác, thái độ tốt nhất là 6 chữ, không liên quan gì đến mình. Các nhà triết học nói rằng trên thế giới này, một nửa số người cảm nhận được hạnh phúc, còn phần còn lại thì không. Trong mắt bạn có thể đó là thạch tín, nhưng trong mắt người khác đó có thể là mật ong. Có những người trong cuộc sống luôn quen đánh giá cuộc sống của người khác bằng suy nghĩ của mình và nhìn thế giới bằng tầm nhìn hạn hẹp của bản thân. Khi còn sống, hãy trao đi ánh sáng của chính mình, đừng thổi tắt ngọn đèn của người khác. Cuộc sống giống như một vở kịch, mỗi người đều là nhân vật chính trong vở kịch của chính mình và vai phụ trong vở kịch của người khác. Vì thế, đừng trách ai, đừng chê cười ai hay cũng đừng ghen tị với ai. 3. Không bận tâm đến việc của ông trời.
những việc của ông trời, chẳng hạn như mưa, gió, động đất, bất cứ điều gì nằm ngoài phạm vi khả năng của con người đều là việc của ông trời. Vì vậy, thay vì suốt ngày lo trời sập, đất sập, ăn không ngon, ngủ không yên, tốt hơn hết, hãy cứ theo dõi diễn biến và bình tĩnh. Có vị bác sĩ nổi tiếng được biết đến với tài năng chữa bệnh tuyệt vời, được rất nhiều người tìm đến để chữa bệnh. Không may, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh mắc bệnh ung thư vòng họng. Giống như những người bình thường, anh ấy đã vấp phải cú sốc lớn, anh ta sợ hãi, không cam tâm và thậm chí là tức giận. Dựa trên kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề của mình, anh biết rõ thời gian của mình chỉ còn 6 tháng đến 1 năm. Sau khi bình tâm suy nghĩ, anh quyết định chấp nhận sự thật phũ phàng này. Tuy nhiên, anh ấy đã chấp nhận sự thật thay vì đầu thú trước số phận của mình. Anh quyết định trải nghiệm cuộc sống thật tốt trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời để nhìn thế giới với một góc nhìn mới và quan tâm đến mọi người xung quanh bằng tình yêu thương, biến cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Kể từ đó, toàn bộ tâm lý của anh ấy đã thay đổi. Anh khiêm tốn, bao dung và biết cách nâng niu hơn, hồn hậu nụ cười với bạn bè, gia đình và cả những người xa lạ. Đã nửa năm trôi qua, một năm trôi qua, trong nháy mắt, hắn đã an toàn bước qua năm thứ 6. Anh không biết mình có thể sống được bao lâu, nhưng anh đã không còn quan tâm nữa. Có câu, trên đời không có việc gì là vô nghĩa, kẻ tầm thường tự rước phiền toái về cho mình. Cuộc sống ngắn ngủi và có rất nhiều điều chúng ta cần phải nỗ lực để làm trong cuộc đời của mình. Đối với quá khứ nên cho qua, đối với hiện tại nên trân trọng, đối với tương lai nên tin tưởng. Dù không kiểm soát được mọi việc trên đời, nhưng chúng ta có thể kiểm soát được chính mình. Hãy tạo cho mình một hướng đi, đừng ngại thời gian dài đằng đẵng. Hãy tạo cho mình một niềm tin, đừng ngại đi hết chặng đường. Chỉ cần có phương hướng thì không gì cản được. Có hoa vào mùa xuân và trăng vào mùa thu, gió mát vào mùa hè và tuyết vào mùa đông. Nếu không có gì phải lo lắng, đó quả là một thời điểm tốt trong đời. Thành phố rộng lớn với bao nhiêu ồn ào vẫn luôn có một trái tim thả chậm tâm hồn vào một góc, lặng lẽ thưởng thức cuộc sống. Hãy nhớ rằng đời người chỉ xoay quanh ba việc nói trên, chăm lo cho việc của chính mình, bạn sẽ là người cao quý. Đừng quan tâm đến chuyện của người khác vì bạn là người ngoài cuộc. Đừng lo lắng về những việc của ông trời, bạn sẽ có một cuộc sống yên vui.